Rồi. Anh Công lấy à? Úi giời, đồ này tay to thế. À, ăn cả chậu đấy. Úi giời, được tí phân quý quá. Thảo nào mẹ, vừa nãy mình không công. Úi giời, hơi vướng. Chết tiền nhỉ, đợt này Công có trúng quả sao múc ác lắm. Hay quá. Đối, hai người hùng rồi. Nghe chừng giống như hai anh em lắm nhỉ. Tí nữa kỷ niệm cái chậu nhá. Mình chỉ tiếc cái phân thôi. Tiếc cái phân. Phân với xỉ than bây giờ phải đi mua. Đất là trộn tốt lắm. Toàn phân. Trong đất bây giờ ok này. Cái này bây giờ bao tiền hả anh Công? Vừa nãy tôi nói là vừa nãy giờ chưa biết giá. Gần 3 xịch. Bây giờ anh bán là gần 3 xịch hay là? Bây giờ mua là bán thì phải đầu ba thôi đúng không? Chúng bây giờ phải đầu ba chung cộng mấy củ là xong. Tàu nhanh. Rồi, cho lấy cái túi xúc cái đống này về trồng cho nó tiết kiệm. Đằng nào mình phải trộn. Con này trồng tốt đấy nhỉ, toàn phân lợn. Con này nuôi con lên cơ này. Mắt thợ cây nó phải thế. Cả hai là mình nhìn thấy màu da nó thích này. Màu da xong sáng lắm. Rồi cô vào cái chậu hết. Chậu sâu nhưng mà cô vào nó mới đẩy. Cơ tâm móng. Cơ địa đấy. Nhìn nó phải nhìn cái cơ địa nó. Cơ địa mà. Còn là mặt kia đẹp hơn. Đấy. Ngon đấy. Chúc mừng anh, không cho sang kia luôn à? Vấn đề đây. Giao dịch. Hơi gian nan nhỉ, nãy giờ mới được có trước một nửa. Thế mà làm tí công làm cây mà nghe củ bạc một ngày nhưng mà cũng khó nhằn phết đấy nhỉ. Rồi, để sang bên này tí. Hành. Vừa thấy một cái xi nu nu ở đây bán rồi. Nhanh thế. Vừa nãy có một cái xi ở đây hình như của nghệ vời hay nghệ nào ấy. Rất là nu nhá. Đang định dừng máy để ra xem nhưng bán mất rồi. Chỗ này luôn. Kinh nhỉ, con này vách viết ác nhỉ. Không biết cái phôi xanh hôm trước anh ấy cắt cột rồi nó bán chưa. Dã man nhỉ. Đấy, xệ hàng lắm. Rồi ship cây đấy. Có hoa. Ổi mùa này hoa là muộn. Rồi. Đang quả. Dắt xe đây đi. Xe.
Vừa nãy ông nào có một cái xi cái gì đây đẹp đẹp bán rồi. Xe này của ai đây nhỉ? Xe này của ông nào đấy? À. Đấy đẹp là mất ngay. Ừ. Điệu phết đấy. Vít thô bạo quá, mất hết xương. Rồi, mẹ con này nó bám ghê dã man nhỉ. Chuyên ổi, bác chuyên ổi siêu quả này. Nó có là cái giống ổi. Cực kỳ nhiều quả. Đây, ví dụ như cái này. Xem này, quả nó khắp nơi luôn này. Nó đang màu xanh, nó lẫn với lá này. Rất ấn tượng, rất nhiều quả. Dù sao mà chơi một cái cây bonsai mà hệ quả thì hệ có quả ấy, như sung, như ổi hay là như hồng xiêm thứ thì nó phải có quả ấy, đúng không? Không có quả thì nó gần như là nó mất đi đến 80% giá trị. Ổi tàu. Sang anh Kiện ấy, hôm nay có cái cây đây có cây mới. À, hôm nay có cây mới. Ỏi thế nhỉ. Cái này nhìn từ xa là thấy bóng dáng nhìn cũng hấp dẫn đấy. Yeah. Có lẽ cái tay hoành này nó bay thêm tí nữa thì đẹp nhỉ. Bay thêm tí nữa. Bay phải đến cái tầm lên cái thân của cây bên cạnh kia kìa. Nó lệch hẳn cây ra thì nó mới thoát được dáng nhỉ. Đấy. Màu da mà dùng nó cũng lòng vàng ấy. Không biết chất liệu thì có phải Nam Điền không? Chắc là Nam Điền, nhìn cái lá là lá Nam Điền rồi. Chưa biết đâu chủ đâu rồi. Chủ đang ở đâu không biết. Quay mặt sau phát nào. Mặt này nhìn nó già, cảm giác nó cỗi đi nhỉ. Các cụ thích cái dáng này lắm. Nhất là nhà to tí. Mặt này nhìn cái mặt này, nhìn cái cổ nó hơi bé nhỉ. Để tạo lại cái bể này thì đẹp. Đây này, giữ cái phần này nó chuyển lên đây. Và từ khẩu này lên đây thì với cái tay này nó chưa thực sự ấn tượng lắm. Thế nó mới ra chợ chứ, đúng không? Nhưng mà thế này là chơi là cũng ok lắm rồi. Không có phải yêu cầu gì quá kỹ. Dăm dày ghê nhỉ, xanh quê. Dăm mập. À, hôm nay Kiện có hai cây này thì vừa mới nhập ở bên Viễn sang. Hai thân.
Tiện đâu rồi, không biết cây này bán bao tiền. Đang có khách hỏi. Đi đâu mà đi ăn sáng hay sao? Hả? 60 à? Cái này này. 100 à? 100 à? Con này 60. Ôi giời. Ăn to. Ôi giời. À đây rồi. Có khách anh ơi. Khách hỏi. Bay bướm ghê nhỉ. À 80. Trời ơi. Nói với cả nhà là cái cây trực này là 80. 80. Đấy. Quá giả. 80. Còn cây này là bao nhiêu anh Kiệt nhỉ? 60. 68. Đẹp đấy. Bông tay đẹp ghê nhỉ. Cây hai thân. Mặt này hình như đẹp hơn đấy anh Kiệt ạ. Đúng rồi, mặt kia dễ nhìn hơn. Già, dạ, lên tem nó tiếc hết. Đẹp đấy.